Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Ngọc Ngân, vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây mời các bạn cùng trò chuyện với em Ngân nhé. Hai chào Ngân. Dạ chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ em tên Ngân, em học em 17 tuổi. Em mới em học xong lớp 11, em vừa mở em học 12. Thì cái cảm nhận của Ngân khi mà nhận được tin là mình có visa du học Mỹ thì như thế nào? Vui, cảm lúc cũng như bạn nào hết, em luôn vui. Rồi qua Mỹ thì mình sẽ học trường nào bên đó em ha? Dạ em học trường McGill Tulane Catholic, trường đạo á chị. Rồi lý do là sao là Ngân lại chọn Mỹ để du học? Tại vì á học ở Mỹ á thì nó vui, với lại mình được thực hành nhiều lắm chị. Rồi mình nói chuyện, mình nói tiếng Anh cũng luôn lót, em thích nói chuyện với người. Vậy là em, sở thích của em là thích nói tiếng Anh rồi. Yeah. Với lại ở bên Mỹ thì kém giáo dục với môi trường nó tốt hơn, giúp cho nói chung là cho em nhiều kiến thức tốt, tương lai của em sau này tốt hơn chứ. Vậy qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ do người bạn của ba em giới thiệu cho ba em, người ba em dẫn vô trong đây. Mấy chị ở đây làm rất là tốt, giúp cho em nhiều lắm. Em vô cái chị, mấy chị giúp nói cho em, chia sẻ cho em. Rồi anh Khôi này nọ cũng chỉ em nhiều lắm. Chỉ em ngày nào cũng vô học hết trơn á. Cái anh mặt anh Khôi ít làm. Ít bằng vô cái đồ học tâm lý á chứ. Anh bảo anh á. Nói chung á, anh nói em thấm. Nói chung cũng đỡ, hồi hộp cũng đỡ luôn. Ai vô đi thi ai cũng run hết. Em thì không có run nhiều nhưng mà cũng hơi hồi hộp chút. Nhưng mà cũng nghĩ là ta làm được, mình làm được. Cái đó thì mỗi bạn thôi, ai cũng phải tự tin vào bản thân mình thôi. Rồi, chị cảm ơn chia sẻ của Ngân nha. Dạ. Chúc em qua Mỹ học tập thật tốt ha. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình chia sẻ qua du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để được tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã có visa thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.